ngỡ ngàng với chú chó nghiện uống thuốc tại Trung Quốc. Nhìn khuôn mặt háo hức của thanh niên dưới đây, chắc mọi người đang nghĩ Sen sắp cho ẻm ăn xúc xích hay như nào đúng không? Không đâu mọi người ạ, khuôn mặt háo hức này là khuôn mặt sắp được uống thuốc đó. Trần đời chưa thấy chiếc chó nào nghiện uống thuốc như chiếc chó này. Nhìn lại chó nhà mình mỗi lần cho uống thuốc là y như đánh trận. Còn chó nhà người ta thì không biết có phải chó giả hay không nữa. Sen nó chưa mở xong gói thuốc là nó đã nhào nhào muốn đớp liền rồi. Nhìn em chó nhai viên thuốc rộp rộp như nhai xương một cách ngon lành cành đào, thấy cũng ngon miệng hổ luôn á. Cơ mà cũng có lúc bé nó dừng lại khoảng chừng 5 giây, chắc là hôm nay thuốc hơi đắng một tí. Mà dừng lại suy nghĩ thế thôi, chứ em nó nhai không chừa tí thuốc nào. Nhìn lại chó nhà mình mà chán luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.